Anh chị em, ở trong một cái bài viết ngắn của tôi đăng ở trên Sóng Đỏ Online thì tôi có nói đùa, tôi có kể một cái có một cái tựa đề vui với cho Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây, đó là tôi đặt cái tựa đề là Hội Thánh Không Giống Ai. Thì đúng là nó không có giống ai hết. Một cái hội thánh không có nhóm lại ở dưới đất mà là nhóm nhóm ở giữa lưng chừng trời. Anh chị em thấy nó không có giống không? Rồi không có nhóm chủ nhật mà là nhóm thứ sáu, cũng không có phải là Baptist mà cũng không phải là Sa Bát. Tín đồ thì không ở trong một cái khu vực nhỏ để mà đi nhà thờ cho dễ, mà nó lại rải ra rất là rộng lớn ở trên cả 16 hoặc là 17 tiểu bang của Hoa Kỳ. Một cái hội thánh thì không có nghe, không có gặp mặt nhau, chỉ nghe tiếng nhau thôi mà vẫn rất là gắn bó và yêu thương. Một cái mà không giống ai nữa đó là cái mục đích chính là tập trung vào việc truyền giáo. Và một cái khác nữa đó là hầu như là các tín hữu, các môn đồ của Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây đều có cái hội thánh địa phương của họ, được gọi là cái hội thánh mà họ thờ phượng chính. Và cái Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây thì được coi là một cái second church, là một cái hội thánh thứ nhì thôi. Tôi lâu lâu rồi tôi nghĩ vui là nó giống như là một cái người có hai vợ, vợ vợ cả và vợ hai, mà tiền bạc mà cái người vợ, cái người chồng mà đi làm ra đó thì lọt vào trong túi của bà vợ cả hết, thì người vợ thứ hai thì không có được cái gì. Chúng ta mở đầu như vậy để mà vui, để cũng mà cảm tạ Chúa về những cái mà không giống ai của mình. Ra thật ra đó là Chúa rất là yêu thương, vì chính là Chúa Ngài đã chấp nhận, đã bằng lòng và đã cho phép để mà hội thánh không giống ai đã được thành lập trên 1 năm. Và con số như là chúng ta nghe chị Hoàng Yến nói lần trước đó là con số nó tăng lên, tạ ơn Chúa. Vì vậy đã là một cái hội thánh đó, đã là một cái hội thánh thì chúng ta cũng sẽ có những cái có những cái quy củ của một hội thánh, và cũng giống như là các mục sư quản nhiệm trong cái thời gian đầu năm thì thường hay giảng một cái sứ điệp đầu năm cho hội thánh. Thì buổi tối hôm nay đó thì tôi cũng giảng cái bài đầu năm cho hội thánh truyền giáo trên đường dây, và cái tựa đề mà chúng ta thấy ở trong cái chương trình đó là chạy đường dài. Và chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm về những cái điều này để chúng ta cùng biết rõ, cùng nắm chắc và được khích lệ để chúng ta chạy một cái đoạn đường rất dài, không biết đi đến đâu, cùng với Chúa. Nhưng mà trước hết đó, trước hết mà khi chúng ta bắt đầu chạy cái đoạn đường dài đó thì cái điều mà quan trọng nhất là tôi muốn chúng ta xác nhận cái mục đích của Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây. Cái mục đích chính của chúng ta nó vẫn là truyền giáo. Cái điều này thì tôi có nói ở trong buổi tối thứ ba vừa rồi, đoạn ngắn. Ở trong Ma-mát đoạn 1 thì câu 32 đến câu 38. Nhưng mà chúng ta buổi tối thứ sáu đó thì có nhiều đông anh chị em vào hơn, thành ra chúng ta sẽ cùng đọc lại cái đoạn kinh thánh này và cùng suy gẫm nó để mà chúng ta cùng xác nhận lại cái mục đích chính của Hội Thánh Truyền Giáo Trên Đường Dây. Đến chiều mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và mọi kẻ bị quỷ ám đến cùng Ngài. Cả thành nhóm lại trước cửa, Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra vì chúng nó biết Ngài. Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Simôn cùng đồng bạn đi tìm Ngài. Khi kiếm được thì thưa rằng hết thảy đang tìm Thầy. Ngài phán, chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Khi chúng ta suy gẫm lại cái phân đoạn kinh thánh này thì chúng ta thấy là đây là cái toàn mô tả toàn cảnh một ngày làm việc của Chúa Giêsu. Cái ngày hôm trước á, thì Chúa đã vào nhà hội để dạy dỗ, và chúng ta thấy là trong nhà hội thì Ngài đã chữa lành cho một người bị tà ma ám. Sau khi Ngài chữa lành cho người tà ma ám thì Chúa lại đi vào nhà Simôn và Anđê để chữa lành cho bà Gia-phi-e-rơ. Rồi khi mà buổi chiều đó, khi mặt trời đã lặn đó, ngày sắp hết rồi thì lẽ ra thì Chúa nghỉ, nhưng mà người ta lại đem đến những người bệnh và quỷ ám đến để mà cầu xin chữa nữa. Và Kinh Thánh nói là cả thành nhóm lại trước nhà Phi-e-rơ, chữ này có nghĩa là rất là đông. Và Chúa vẫn thương xót và giúp đỡ và chữa lành. Và cái thời gian mà Chúa chữa lành có thể là đến đêm.
Nhưng mà Chúa sáng mai sớm thì theo cái thói quen, cái thói quen của Chúa đó là ngài thức dậy và lên núi để mà cầu nguyện tương giao với Đức Chúa Cha. Và cái đoàn dân đông nó lại tiếp tục kéo đến. Rồi các sứ đồ thấy là không có Chúa ở đó thì đi tìm. Rồi khi đi tìm ra Chúa thì nói một cái câu là hết thảy đang tìm thầy. Và cái câu này được giải thích như là một cái lời ngầm trách móc, là bởi vì người ta đang tìm mà Chúa lại đi đến một cái nơi khác để mà cầu nguyện. Đúng ra đó là Chúa Giêsu sẽ vui lòng ở lại vì cái nhu cầu của đám đông mà lại chữa bệnh nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là Chúa đã nói một cái câu ngược lại, là cái câu mà chúng ta đã đi học lại nhiều lần ở trong câu 38 đó, là ngài nói rằng chúng ta hãy đi nơi khác trong những làng xung quanh đây để ta cũng giảng đạo ở đó nữa, vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến. Cái câu này nó là một cái câu quá rõ ràng mà chúng ta không cần phải suy gẫm nghĩa bóng hay là bất cứ cái gì xa xôi. Vì Chúa nói một câu này mà hoàn toàn trực tiếp và rõ ràng, ngài đã khẳng định cái lý do mà ngài đến thế gian đó là để giảng đạo. Vì vậy khi mà chúng ta thành lập hội thánh truyền giáo trên đường dây, cái mục tiêu của chúng ta là giảng đạo, thì chúng ta dựa vào trong chính cái mục đích của Chúa Giêsu, ngài chính ngài đã nói ta đến để giảng đạo, và giảng đạo là ưu tiên một của Chúa, và giảng đạo cũng là ưu tiên một của hội thánh truyền giáo trên đường dây. Tôi muốn nói lại điều này một lần nữa để cùng với anh chị em chúng ta xác nhận là cái mục tiêu của chúng ta, cho dù nhiều năm qua hay là bất cứ điều gì xảy ra thì nó vẫn không thay đổi. Chúng ta vẫn tiếp tục là một nhóm người được Chúa kêu gọi để làm công tác truyền giáo cứu người cho Chúa Giêsu. Nhưng mà thưa ông bà anh chị em, chúng ta biết rằng cái việc làm này, cái cuộc chạy này đó, nó là một cái cuộc chạy đường dài chứ nó không phải là một cái đoạn ngắn. Ở trong Philip đoạn 3 câu 13, 14, hỡi anh em về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều, quên lĩnh sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để vực giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cái câu này thì nó cũng có hai phần mà chúng ta thấy về cái phần trên đó. Ông Phaolô nói là về phần tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích. Thì theo cái cách suy nghĩ của nhiều người đó, chúng ta thường hiểu cái câu này là như là cái nghĩa đen, đó là Phaolô ông nói là ông còn chạy, ông chưa có đến nơi. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu thêm cái nghĩa này, đó là có nghĩa là nó còn dài lắm. Vì ông nói là ông đang chạy, không biết khi nào mới tới, nghĩa là nó rất là dài và nó còn dài, giống như là ngút ngàn, không có thấy được. Cho nên cái cuộc chạy của Phaolô đó là một cái nhà truyền giáo, cũng như chúng ta đó là những cái người của hội thánh truyền giáo trên đường dây, là những người muốn đi truyền giáo cho Chúa đó, nó cũng là một cái cuộc dài, một cái cuộc chạy đường dài rất là dài. Không có phải là chạy 50 mét, 100 mét, 200 mét, nhưng mà nó là chạy marathon. Cái marathon mà của những cái cuộc thi ở ngoài đời đó, người ta còn có một cái điểm đến mà người ta biết. Nhưng mà cái cuộc chạy của chúng ta đó thật sự ra là không có điểm đến. Thiên đàng là cái điểm điểm đến, nhưng mà thực tế là không ai thấy thiên đàng và không biết là ở đâu và khi nào. Thành ra đó cái sự chạy của chúng ta đó có thể phải nói là một cái cuộc chạy dài, chạy đường dài mà rất là dài. Paulo ông có nói về ở trong Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 6 câu 7 đó, ông có mô tả về cái điểm cuối mà ông chạy đến. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta đã gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Thì cái cuộc chạy của chúng ta nó cũng giống như Phaolô, thì sẽ dừng lại, sẽ đến nơi khi mà chúng ta chuẩn bị để mà gặp Chúa. Và thưa hội thánh, có ba điều có thể xảy ra ở trên cái đoạn đường rất là dài. Dĩ nhiên là chạy trên một cái đoạn đường dài đó thì nó sẽ có nhiều cái sự cố, chứ nó không có phải là êm xuôi được. Một trong những cái sự cố mà chúng ta thường gặp ở trên cái đoạn đường dài chạy với Chúa về thiên đàng đó là những cái tai nạn, những cái điều mà không có như ý nó xảy ra ở trong cái cuộc đời của mình. Những cái sự cản trở, những cái sự tấn công của ma quỷ
Và ngay chính cái bản ngã tội lỗi của chúng ta cũng là một cái chướng ngại khi mà chúng ta chạy cùng với Chúa ở trên đường dài. Có rất là nhiều, mà phải nói là rất là nhiều. Kinh Thánh không có từ chối để mà nói cái sự thật với chúng ta về tất cả, về rất là nhiều những cái khó khăn mà chúng ta sẽ gặp ở trên cái đoạn đường chạy dài này. Như là Gia-cơ trong một đoạn 1 câu 2 thì nói là: "Hỡi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến." Thế ông nói là có trăm bề thoạt đến, có nghĩa là hết cái chuyện này nó sẽ xảy tới cái chuyện kia và nó liên tục như vậy. Có nhiều khi ở trên cái đoạn đường dài của chúng ta sẽ có một cái quãng đường hay là nhiều quãng đường nó sẽ bị triền miên những cái khó khăn giống như vậy. Nó không có phải là nhẹ, nó sẽ là nặng. Nó không có phải là nó không có phải là êm xuôi, mà nó sẽ là những cái trận gió gây thành bão, và đôi khi nó gây những cái thiệt hại nặng nề cho chúng ta. Và Kinh Thánh đã nói trước về cái điều này. Chúng ta sẽ có thể phải gặp những cái trở ngại lớn như vậy ở trên cái đường chạy của chúng ta. Và thưa Hội Thánh, cái điều thứ hai đó mà chúng ta cũng có thể gặp ở trên cái đoạn đường dài, rất là dài đó, là có thể chúng ta sẽ đi lạc đường. Lạc đường là bởi vì nó dài quá và nó sẽ bị cản trở bởi vô số chướng ngại. Có nhiều khi mình đứng trước một ngã ba mình không biết đi đâu, nơi nào, không có thể tránh được cái sự lạc đường. Ngày hôm nay cho dù cái thế giới khoa học văn minh của chúng ta đã chế ra những cái GPS, và ngày hôm nay thì ngay cả những cái iPhone mà chúng ta dùng cũng có thể có những cái map để hướng dẫn chỉ đường cho chúng ta đi một cái đoạn đường rất là xa, nhưng mà nó vẫn bị sai lạc vì thời tiết và ảnh hưởng. Và chính Phaolô ông đã nhắc nhở chúng ta, và chính ông ở trong cái câu ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 9 câu 26, ông cảnh cáo chúng ta về cái việc lạc đường. Có thể là chúng ta lạc đường khi mà chúng ta đang chạy ở trên cái đoạn đường dài. Ông nói như vậy: "Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ, tôi đánh chẳng phải là đánh gió." Đây là một cái cảnh cáo nghiêm trọng. Chạy bá vơ thì vẫn chạy, đánh gió thì vẫn có đánh, nhưng mà chạy bá vơ có nghĩa là chạy lung tung không có mục đích, và đánh gió nghĩa là đánh vào trong cái không gian và không có mục tiêu và không có kết quả gì cả. Cái chữ kết quả mà chúng ta thấy ở đây đó là cái kết quả ở công việc Chúa. Chúng ta làm công việc của Chúa nó kết quả hay không? Có nhiều khi chúng ta làm theo cái ý thích của mình, chúng ta làm theo cái chúng ta muốn làm cái điều này, chúng ta muốn làm cái điều kia, chọn một cái điều dễ hơn, không có chấp nhận những cái sự thách thức của Chúa, thì chúng ta vui với mình và chúng ta thấy là có kết quả, nhưng mà kết quả theo mắt mình thấy, chứ nó không phải là cái kết quả theo ý của Chúa. Thì ra Phaolô ông vẫn gọi là chạy bá vơ, đánh gió. Chúa có cái mục đích rõ ràng, mà nếu mà chúng ta chạy không có đúng cái mục đích đó thì chúng ta vẫn là những cái người chạy bá vơ đánh gió. Và chạy bá vơ đánh gió thì nó cũng giống là một người đi lạc đường, chạy đó nhưng mà không có biết mình đi đến đâu. Thưa bà anh chị em, và Phaolô đó ông cũng nói ở trong câu 27 cái bí quyết mà ông dùng cho chính ông để mà ông tránh cái sự lạc đường đó, là ông nói là: "Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục." Bởi vì đôi khi đó chúng ta muốn làm theo cái ý riêng của mình hơn, vì nó dễ hơn, nó hợp với cái sở thích của mình hơn. Tôi thích làm cái này, tôi thích làm cái kia, nhưng mà Chúa bảo là phải làm cái này cái kia, và ý của Chúa bảo thì nó khó hơn, nó khác hơn. Và cho nên là Phaolô và chính ông cũng đặt cái trường hợp đó cho ông, nói là để mà ông có thể chạy đúng đường, đúng cái mục đích, đừng có bao vơ đánh gió đó. Ông nói là: "Tôi đãi thân thể cách nghiêm khắc, là phải phải bắt nó chịu một cái sự kỷ luật, phải đi đúng đường và đi cho đúng cái mục đích của Chúa." Thưa Hội Thánh, một cái phần thứ ba nữa đó, khi chúng ta đang chạy trên cái đường dài đó mà chúng ta có thể bị mắc phải đó, là chúng ta có thể làm những cái việc phụ thay vì chúng ta làm những cái việc chính đúng mục đích. Chúng ta trở lại ở trong cái câu chuyện Mác đoạn 1 câu 32 38 hồi nãy đó, chúng ta có thể thấy là tại sao Chúa Giêsu lại từ chối không có tiếp tục ở lại chữa bệnh cho đám đông như cái nhu cầu của họ, mà Chúa nói là chúng ta hãy đi nơi khác.
Và chúng ta có thể hiểu cái suy nghĩ, cái lời nói của Chúa Giêsu ở lúc đó là vì cái việc mà chữa bệnh đuổi quỷ đó đối với Chúa là một cái việc phụ. Chúa không có từ chối để đuổi quỷ, để chữa bệnh, để giúp đỡ cho những cái nhu cầu của con người vì Chúa thương xót họ. Nhưng mà đó vẫn là những cái việc phụ thôi. Và cái việc chính là Chúa đã nói là ta đến đây là để giảng đạo. Và chúng ta có thể đã nhiều việc, đã làm nhiều việc, nhưng mà nó là những cái việc phụ. Chúng ta không có biết phân biệt những cái việc chính với việc phụ. Và chúng ta cứ làm những cái việc phụ trong khi cái việc chính thì chúng ta lại bỏ quên đi. Cái việc chính là cái việc mà giảng đạo cứu người như Chúa đã nói đó, thì chúng ta lại không làm. Hay là chúng ta lại chừa nó lại, chúng ta ít làm, mà chúng ta lại thích làm những cái việc phụ thôi. Chúng ta nhớ lại và suy gẫm lại cái câu chuyện của Mary và Ma-thê ở trong Luca. Khi mà Ma-thê bận tiếp khách, bận rộn bếp núc để đãi Chúa, thì bà than phiền Mary đang ngồi dưới chân của Chúa mà nghe lời của Chúa. Thì Chúa nói câu này: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc, nhưng có một việc cần mà thôi. Mary đã lựa phần tốt, là phần không có ai cắt lấy được. Cái câu chuyện của Mary và Ma-thê cũng cho chúng ta thấy là cả hai chị em cùng làm những công việc, nhưng mà Ma-thê lại làm những cái việc có vẻ như là phụ, không có cần thiết lắm, mà Mary đó lại làm cái việc chính, cái việc quan trọng mà Chúa xác nhận là có một việc cần mà thôi. Ở trong cái trường hợp của Mary đó là nghe lời của Chúa, nhưng mà ở trong trường hợp của chúng ta có một việc cần mà thôi mà chúng ta phải làm, đó là chúng ta đi ra để mà giảng đạo, để mà cứu người. Thưa ông bà anh chị em, vì cái con đường dài quá mà chúng ta lại gặp quá nhiều những cái trở ngại giống như chúng ta đã nêu ở trên đó, thì làm sao để mà chúng ta có thể chạy cho đến đích được? Làm sao để mà có thể chạy cho đến đích được? Chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu để chạy ở trong Hebrew đoạn 12 từ câu 2 đến câu thứ 3. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt, sờn lòng. Cái câu kinh thánh này cho chúng ta một cái lời khuyên, cũng như là một cái nguyên tắc và một cái chân lý, để mà chúng ta có thể vững vàng để mà tiếp tục chạy trên một cái đoạn đường quá dài và gặp quá nhiều trở ngại như vậy. Và cái cách duy nhất không có cái gì khác đó là hãy nhìn xem Chúa Giêsu. Và kinh thánh nói là Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Có nghĩa là Chúa là cái rễ của cái cây, và Chúa là cái ngọn của cái cây, và Chúa là toàn thể cái cây. Tức là tất cả những cái giải đáp, tất cả những cái vấn đề, những cái câu trả lời, những cái sự ban cho và mọi thứ đều ở trong Chúa Giêsu. Ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 7 cũng cho chúng ta một cái câu gần như là tương tự như vậy. Nhưng mà nó cho chúng ta những cái chi tiết hay những cái chi tiết nó rõ ràng hơn để giúp cho chúng ta dùng kinh thánh lời của Chúa để mà tiếp tục chạy trên cái đoạn đường dài. Giô-suê 1 câu 7 viết rằng: Chỉ hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho người, chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng. Cái câu này đó chúng ta cũng sẽ chia làm hai cái phần đó. Phần thứ nhất là Chúa nói là cẩn thận làm theo hết thảy, tức là chỉ làm theo một cái việc, giống như là nhìn chăm vào Chúa. Và cái câu thứ nhì đó là chớ xây qua bên hữu và bên tả, đó là không có đưa đôi mắt của mình nhìn nơi này nơi khác, không có bị một cái gì có thể chi phối được. Cho dù bất cứ cái điều gì xảy ra thì chúng ta vẫn nhìn chăm xem Chúa Giêsu. Nó giống như lời khuyên của Phaolô ở trong Philip đoạn đoạn 3 câu 14b: Tôi nhắm mục đích mà chạy. Ông nói là tôi nhắm mục đích mà chạy. Chúa Giêsu là mục đích của ông, và ông nhắm mục đích mà chạy có nghĩa là ông nhìn Chúa Giêsu, ông nhắm Chúa Giêsu mà ông chạy, chứ ông không có nhìn ai hết. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn bên hữu bên tả thì nó sẽ có rất là nhiều những cái chướng ngại, những cái khó khăn nó sẽ xảy đến. Ở trong cái vận động trường đó, một cái người mà đi thi, một cái người mà chạy thi đó, không có ai mà vừa chạy vừa nhìn bên này nhìn bên kia,
để mà coi cái ai vỗ tay hoan hô mình không, hay là coi cái người đối thủ của mình như thế nào, chạy qua mình hay là lui lại hay là làm sao. Người ta chỉ chăm nhìn một cái mục đích ở phía trước, cái đích đến đó mà người ta chạy thôi, thì người ta mới 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 có thể đạt đến cái kết quả được. Không có ai mà vừa chạy mà vừa ngó vừa quay qua quay lại. Trong cái trường hợp của chúng ta, những con cái của Chúa, những người sống một đời sống thuộc linh hồn vậy, cái nguyên tắc chính của chúng ta ở trên đường chạy là dù cho bất cứ có hoàn cảnh gì xảy ra thì cứ nhìn xem lấy Chúa Giêsu. Ở trong cái câu chuyện bão biển đó, trong cái câu chuyện mà Phi-e-rơ đi bộ trên biển, đó cũng là cái bài học mà chúng ta nhận được. Khi mà ông nhìn Chúa Giêsu thì ông đi được trên biển, nhưng mà ông nhìn xuống nước là ông bị lọt xuống nước. Cái đây cũng là một cái điều mà nhắc nhở tôi với ông bà anh chị em là chúng ta chỉ có một giải pháp duy nhất để có thể giúp mình chạy trên cái đường dài, đó là nhìn chăm xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Chúng ta không có thể nhìn con người, cho dù những con người đã tốt đến đâu, như vậy chúng ta có thể ngưỡng mộ một mục sư, ngưỡng mộ một là người lãnh đạo hay một anh chị em nào đó, chúng ta thấy họ có vẻ như là hoàn hảo quá, nhưng mà đó chỉ là cái bề ngoài, và họ cũng chỉ là những con người, và những con người thì cũng có thể là khuyết điểm, nhưng có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Mà nếu chúng ta nhìn những con người để mà đi, để mà chạy, một cái lúc nào đó những con người bị nghiêng, bị ngã, bị đổ, cái thần tượng nó sụp đổ, thì chúng ta cũng sẽ bị ngã đổ về cái đức tin của mình. Cho nên điều quan trọng nhất vẫn là hãy nhìn chăm xem Chúa Giêsu. Một cái điều nữa đó mà chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó, cái điểm yếu nữa đó là dễ mệt mỏi. Ở trong cái câu sau của Hebrew đoạn này đó thì nói là anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Cái đường chạy đó thế nào cũng phải mỏi mệt, mà cái xác thịt con người ta đó thì rất là dễ mỏi mệt. Thì cái cách mà chúng ta để tránh cái sự mỏi mệt đó là chúng ta hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch, tức là nghĩ đến Chúa. Và câu Kinh Thánh này khiến chúng ta phải nhớ lại tất cả những cái sự đối nghịch mà Chúa Giêsu phải chịu trong suốt cái thời gian mục vụ của Chúa. Không có ai mà làm công việc mà bị tấn công mà ghê gớm giống như là Chúa Giêsu. Ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 7 đó thì cho chúng ta thấy người bị hiếp đáp nhưng khi chịu sự khốn khổ thì chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hất lông, người chẳng từng mở miệng. Và không những mệt mỏi vì những cái sự tấn công bên ngoài dọc đường, chúng ta còn mệt mỏi vì những cái tật bệnh lâu ngày, những cái nan đề lâu năm không có giải quyết được, mệt mỏi vì sự tranh chiến nội tâm. Và ma quỷ thường tìm cách gieo rắc vào trong tâm hồn của chúng ta những cái sự mỏi mệt để mà chúng ta bỏ cuộc. Phaolô, ông đã nhìn thấy cái điều đó. Và chính ông cũng nhắc nhở cho chúng ta ở trong Roma đoạn 7 câu 19. Ông nói rằng ông muốn làm cái điều tốt mà ông không làm được, trong khi cái điều xấu ông không muốn thì ông lại làm. Cái con người tội lỗi thì nó là như vậy, ông rất là mệt mỏi, ông đau khổ cái việc đó lắm. Tới nỗi mà ông phải kêu lên ở trong đoạn 7 câu 24, ông nói là khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát thể khỏi thân thể hay chết này. Và chúng ta thấy rằng cái câu giải đáp, cái người mà cứu Phaolô ra khỏi cái thân thể hay chết đó vẫn chính là Chúa Giêsu. Ông nói trong câu 25: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng tôi. Thưa hội thánh, tôi cũng như ông bà anh chị em, chắc chắn là chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái sự chướng ngại trên đường đời. Có thể chúng ta đã gặp quá nhiều rồi, người ít người nhiều, nhưng mà cái điều đó nó đang và nó vẫn sẽ xảy ra ở trên đời sống của chúng ta trong những ngày tới. Và chúng ta phải làm gì? Chỉ phải nhìn chăm xem Chúa Giêsu. Thưa hội thánh, chúng ta có biết về con ngựa không? Con ngựa nó làm sao? Ngựa đó là một cái động vật, một cái loài vật mà dùng để kéo xe, để chạy đua. Nhưng mà chúng ta cũng biết thêm về ngựa đó là ngựa nó có cái tánh khí là nó thích làm theo cái sở thích của nó. Và người ta thường hay dùng cái từ là ngựa chính hay là ngựa hoang, nó không có chịu thuận phục, nó muốn đi đâu là nó đi, nó muốn chạy ra là nó chạy, không có kìm hãm được.
Và khi mà người ta dùng ngựa để kéo xe hay là để chạy đua đó, thì chúng ta để ý chúng ta thấy đó là người ta dùng hai cái miếng vải hay là hai cái miếng da thú bịt hai cái bên mắt của con ngựa, để mà khi nó chạy đó, khi mà nó kéo xe là nó chạy đua đó, thì nó không có thấy gì hai bên hết, nó chỉ nhìn ở đằng trước thôi và nó chạy thẳng về phía đằng trước. Và tôi nghĩ rằng cái câu chuyện của con ngựa đó nó cũng giống như cái hình ảnh của chúng ta. Và tôi cầu nguyện cho chính mình cũng như là ông bà anh chị em đó, chúng ta cũng sẽ nhờ Chúa bịt hai bên cái con mắt của mình để chúng ta không có nhìn qua hữu qua tả gì hết, và chúng ta chỉ có nhắm một cái mục đích duy nhất là Chúa Giêsu mà chúng ta chạy đến. Đấng đã yêu chúng ta, đã chịu chết vì chúng ta, đã hứa với chúng ta sẽ đưa chúng ta, đem chúng ta đến thiên đàng về sự yên nghỉ đời đời. Xin Chúa giúp cho chúng ta bịt hai cái con mắt hay nhìn nghiêng ngửa của mình để chúng ta nhìn thẳng vào Chúa Giêsu mà chạy trong suốt cái cuộc hành trình của mình. Bất cứ lúc nào khi mà chúng ta thấy rằng mình có những cái dấu hiệu sơ suất, lơ đãng, mệt mỏi, bỏ cuộc, hãy nhìn chăm xem Chúa Giêsu là đấng tồi rễ và cuối cùng của Đức Tin.